Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Nhận lãnh sứ mạng từ Chúa, đương trên Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 2 câu 1 đến câu 4. Hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em, ấy chẳng phải là vô ích đâu. Nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạng dĩ giữa cơn đại chiến. Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối, nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Câu gốc của bài học: nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 2 câu 4. Câu hỏi suy gẫm: sứ đồ Phao-lô cho biết các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca nhận biết điều gì nơi ông và các cộng sự của ông? Đâu là lý do sứ đồ Phao-lô cứ tận hiến cuộc đời để rao truyền tin lành? Chúng ta được khích lệ gì qua tâm tình của sứ đồ Phao-lô? Kính thưa quý vị, một số người chống đối phao vu rằng sứ đồ Phao-lô rao truyền tin lành vì lợi lộc. Trong câu 1 và câu 2, sứ đồ Phao-lô khẳng định chính các tín hữu hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhận biết rõ ràng rằng sau khi ông và ông Si-la bị đau đớn và sỉ nhục, bị tù tại thành Philip, ông vẫn cứ mạnh mẽ rao truyền tin lành cho họ trong chuyến viếng thăm lần thứ nhất, và kết quả chẳng phải là vô ích đâu. Công vụ chương 16 câu 11 đến chương 17 câu 9, dưới nhiều sự chống đối, sứ đồ Phao-lô và ông Si-la vẫn thực sự ích lợi cho đức tin của các tín hữu tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Khác với các giáo sư giả, sự giảng đạo của sứ đồ Phao-lô và các cộng sự là chân thành, vô vụ lợi, và họ sẵn lòng chịu khổ để rao truyền phúc âm tại thành Philip cũng như Tê-sa-lô-ni-ca, hoàn toàn không có dụng ý xấu và cũng không nhằm lừa gạt ai. Tin lành ông rao truyền là chân lý của Đức Chúa Trời, và động cơ thúc đẩy ông rao truyền là vì Đức Chúa Trời đã thử nghiệm và ủy thác việc giảng tin lành cho mọi người. Nhận trọng trách từ Đức Chúa Trời, nên sứ đồ Phao-lô và các cộng sự của ông đã tận hiến cuộc đời, hết lòng rao giảng tin lành, không phải tìm cách làm đẹp lòng loài người, nhưng cứ rao giảng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng ông. Đây là điều các tín hữu hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca hoàn toàn có thể nhận biết. Ngày trước, Đức Chúa Trời đã thử nghiệm và ủy thác cho sứ đồ Phao-lô và các cộng sự của ông công tác phục vụ nước trời. Ngày nay, mỗi công tác chúng ta nhận lãnh trong nhà Chúa, đặc biệt là sứ mạng truyền bá phúc âm, chúng ta không nhận lãnh từ con người, nhưng từ chính Chúa Giê-xu truyền dạy trước khi thăng thiên. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Ma-thi-ơ chương 28 câu 19-20. Giống như sứ đồ Phao-lô, chúng ta không thể không gặp những khó khăn chống đối. Nhưng khi biết mình nhận lãnh sứ mạng từ chính Chúa, chúng ta quyết không lùi bước trước nghịch cảnh hay bất cứ thế lực nào bức ép khiến phải dừng công tác, nhưng cứ giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, miễn sao Chúa được vui lòng. Chúng ta cùng cầu nguyện.
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vô cùng vì chính Ngài đã giao sứ mạng truyền bá phúc âm cho con. Xin cho điều này là động lực giúp con vượt qua khó khăn bắt bớ, để cứ hết lòng tìm cách đẹp lòng Chúa, chuyên tâm làm tròn trách nhiệm Chúa giao. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có hết lòng tận hiến cuộc đời cho sứ mạng truyền bá tin lành Chúa giao cho không? Gặp thời hay không gặp thời, nhận sứ mạng Chúa trọn đời ra đi. Khó khăn cũng chẳng sợ gì, luôn nhìn xem Chúa bước đi theo Ngài. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.